Im mang a thang ga sam man na ga tang buddha ban nhat tang up bo sát thang im mang cha rat tin im mang cha di wa sang samma de wa a phi ra kit tung samma di ya mi chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padani uposasi vala sena iman jaratan imara sang sa thuk ang katoa apamade na chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hải chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. A ma phan tê chúng con xin thành kính phụng hành. Sĩ lê na su ga tân nhân tí, sĩ lê na phu ga sàm bà đà, sĩ lê na nịp bù tân nhân tí, ta sà ma sĩ lăng vi su tha dê. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Tăng Bảo đức lành từ dung. Bà quát tu sắp bà mang gà lăng ra khăn tu sắp bè đê quát tán sắp bà bù đà nữ hóa quê nà sà ra sổ thị vô quanh tu chê. Bà quát tu sắp bà mang gà lăng ra khăn tu sắp bè đê quát tán sắp bà thăm ma nữ hóa quê nà sà ra sổ thị vô quanh tu chê. Bà quát tu sắp bà mang gà lăng ra khăn tu sắp bè đê quát tán sắp bà sông gà nữ hóa quê nà sà ra sổ thị vô quanh tu chê. Tất cả anh phố an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, con thành kính đảnh lễ ngài Tuệ Siêu, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức. Sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Má trên mạng internet qua Pow Talk, Facebook
và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ đến 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 9 năm 2021, Phật lịch 2565. Bài học hôm nay, môn học Kinh Tương Ưng, Sanyutta Nikaya, chương 1, Tương Ưng Chư Thiên, phẩm đoạn, bài 6, Kinh Không Già, Na Chi Ratti Suttang, chướng duyên nội tại của hành giả, sẽ do Thượng Tọa Tề giảng giải. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu dẫn nhập bất thật ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Namo Buddhaya. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Tăng Chúng. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học một bài kinh tương đối dài. Nó có đến 7 pháp. Do vị Thiên đã hỏi Đức Phật. Và trong 7 pháp đó, chi pháp ít có quen thuộc, không phải giống như những cái bài kinh trước. Và trong cái bài kinh này thì nếu mà vị giảng sư chú ý thì mới có thể lãnh hội được và có thể giảng được. Nhưng mà bài kinh sẽ rất thú vị và có lợi lạc. Bây giờ chúng ta hãy nghe chánh kinh của bài học này. Sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Chất Đẳng thuyết giảng điền thuyết cho Thượng Tọa Tề Quyền. Một tuần lễ Thượng Tọa Tề Quyền, nhất là Thượng Tọa Tề Quyền, chỉ có giảng một ngày chứ mà lại nghe ngày này thì trục trặc. Cho nên lúc nào cái ngày thứ ba là chúng tôi cũng rất là rầu, bởi chia nhau mỗi vị gánh một phần đi. Thật ra thì mình giảng cũng được, không phải không, nhưng mà do vì sức khỏe nó không có được tốt lắm, chị Quỳnh chỉ có thể tham dự thảo luận thôi. Thì sư đệ quan hệ sẽ giúp chị điều khuyết. Bây giờ xin mời cô Nguyên Xuân đọc cho chánh kinh. Sau đó cung thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng giảng giải bài học này. Namo Buddhaya.
Sa thú, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh Chướng duyên nội tại của hành giả. Kinh Không Già, Na Chi Ratti Suttang, chương 1, tương ưng chư thiên, phẩm đoạn. Người đối với sự phấn đấu xây dựng thường sợ ngoại chướng hơn nội ma. Với người tu tập thì ngược lại, nội ma đáng sợ hơn ngoại chướng. Khi nói đến tu tập thì người ta cũng đặt sự phân biệt thiện ác. Tuy vậy, có những điều thoạt nói tới không phải là ác nhưng rất tai hại sự tu tập, như thụ động, không phấn đấu, là tiêu tán năng lực tu tập. Khi nghĩ tới thân xác lão hóa theo thời gian và nội tâm luôn bị chi phối bởi nhiều ma chướng, thì hành giả không thể không ra sức phấn đấu ngày đêm. Kinh văn: Ai già, ai không già, thế nào gọi phi đạo, vật gì chướng ngại pháp, vật gì đêm ngày diệt, vật gì uế phạm hạnh, vật gì tắm không nước. Đời bao nhiêu lỗ trống, trên ấy tâm không trú, con đến hỏi Thế Tôn, mong biết câu trả lời. Thế Tôn: Sắc hữu tình bị già, danh tánh lại không già, tham dục hoại phi đạo, tham ái chướng ngại pháp, tuổi tác đêm ngày diệt, nữ nhân uế phạm hạnh, đắm trước trong uế này là toàn thể chúng sanh, khổ hạnh và phạm hạnh là tắm không cần nước. Sáu lỗ trống ở đời, trên ấy tắm không trú, biến nhát và phóng dật, uể oải không tự chế, thủy miên và hôn trầm, cả sáu lỗ trống này cần ly khai tất cả. Bản hiệu đính: Vị thiên, cái gì bị già nua, cái gì không bị già, cái gì là lạc lối, cái gì là chướng ngại, cái gì mòn ngày đêm, cái gì nhơ phạm hạnh, cái gì tắm không nước, đời bao nhiêu lỗ thủng, ở đây khiến thất thoát, con bạch hỏi Thế Tôn, mong biết câu trả lời. Thế Tôn: Thân chúng sanh bị già, danh tánh thì không già, dục tham là lạc lối, ham muốn là chướng ngại, tuổi tác mòn ngày đêm, nữ nhân nhơ phạm hạnh, khiến lòng người vướng lụy, khắc kỷ và phạm hạnh, chính là tắm không nước. Đời có sáu lỗ thủng, ở đấy khiến thất thoát, biến nhát và giải đãi, thụ động không tự chế, giả dười và một mê ngủ. Với sáu lỗ thủng này, hãy cố tránh tất cả. Thích văn: Rupa là sắc, ở đây chỉ cho thân xác. Chirati là lão hóa, già nua, suy tàn. Mắt trá là người, chúng sanh, loài có sanh tử. Nama Gutta là danh tánh và tộc tánh, tên tuổi và dòng dõi. Rago là dục tham. Uppathuti là sai đường, lạc lối. Ucchati là được nói. Lofo là tham cầu. Paripantho là chướng ngại. Quái vô là tuổi tác, hành sự hao mòn. Rattin tí quắc khái vô là hao mòn ngày đêm. Ithi là nữ nhân. Má lá là uế nhiễm, làm dơ. Brahma chariya là phạm hạnh, đời sống độc thân, sự tịnh tu. Satya te là vướng mắc, hệ lụy. Pá cha là loài người, thế hệ. Tá pô là thiền định, khắc kỹ. Sinama manodakan là
Sinana cộng với Ana, Ano, Dakhan là tắm không còn nước. Chá là sáu. Loka là đời thế gian. Chittani là lỗ thủng, lỗ mội, chỗ rỉ nước. Yattha, Vitanna, Tithati là nơi mà sự giàu có hay năng lượng bị thất thoát. Alasa là biến nhát. Pamada là giải đãi, buông thả, chỉnh mãn. Anuttana là thụ động, không phấn chấn. Asangyama là không tự chế, không tự chủ. Nitta là mê ngủ. Tán đi là giả dụi. Sapo so tăng quyết giá chá dẹp là họ hãy loại bỏ tất cả pháp ấy. Thích nghĩa, theo sơ giải thì sáu pháp biến nhát, giải đãi, thụ động, không tự chế, giả dụi và mê ngủ. Alasa, Pamada, Anuttana, Asangnama, Nidda, Tandi được gọi là lỗ thủng. Chittani vì khiến nội lực và thiện pháp của tâm không an lập được. Thân xác và thể lực mai một, không như tên tuổi, dòng tộc. Sự dính mắc, truy cầu khiến hành giả đánh mất hướng đi chân thực. Sự sống ngắn dần theo ngày đêm trôi qua. Với người tu tập thì sắc dục hay sự chi phối bởi người khác phái khiến tâm tư uể nhiễm, thanh tịnh hóa bằng thiền định và sống vạm hạnh là tắm không cần nước và cần lưu tâm những lỗ thủng khiến năng lực nội tại bị thất thoát. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu hiểu đến và biên soạn giáo trình thì kheo đẳng và chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thông thường ở trong các tổ chức người ta thường có hai cái bộ phận, gọi là đối ngoại và đối nội. Mới nghe thì không có hình dung được nhiều, nhưng mà khi mà chúng ta đã đi sâu vào công việc thì chúng ta thấy rằng cuộc sống nó không phải chỉ có bên ngoài mà còn có vấn đề nội tại. Và vấn đề nội tại nó đòi hỏi chúng ta nhìn sự việc đôi khi nó khác hơn là ở bên ngoài hoàn toàn. Người tu tập cũng vậy. Chúng ta luôn ý thức được rằng nội ma và ngoại chứng đó là hai cái sự chi phối từ bên ngoài và bên trong đó. Thì sự chi phối từ bên trong nó cần được chúng ta nhìn quan điểm nó khác biệt. Đôi khi chúng ta có một cái cách nhìn là điều mà mình đáng ngại, điều mà mình phải quan tâm đó là cái thế giới ở bên ngoài. Thí dụ như mình ra đường và lái xe thì mình để ý tới con đường, để ý đến xung quanh, để ý đến cảnh sát, nhưng mà chúng ta không có lưu tâm là
cái khả năng tỉnh táo của mình thế nào, sức khỏe mình như thế nào. Có những người họ uống một loại thuốc và cái thuốc có làm cho cái tâm trí không có tập trung được. Và khi họ lái xe, dù chiếc xe nó có tốt, đường có tốt, thời tiết có tốt, nhưng mà do chính tự người đó không có khả năng tập trung, thì nó cũng rất là nguy hiểm. Vì vậy, cái bối cảnh sống ở bên ngoài và cái tình nội tại của chúng ta đó, nó đều có ảnh hưởng lớn đến sự tu tập. Nhưng mà ở đây thì từ những gì mà mình đọc kinh điển, nội ma đó luôn luôn ảnh hưởng chúng ta lớn hơn là ngoại chứng. Có đôi khi, thưa quý vị, cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, thấy nó to lớn, nó tràn ngập, nhưng mà nếu tâm của chúng ta vững thì chúng ta cũng thể vượt qua được. Còn cuộc sống ở bên ngoài sống yên gió lặng, nhưng mà chính nội tâm có vấn đề đó, thì chúng ta sẽ gặp nhiều cái trở ngại. Cái vấn đề đầu tiên đó là chúng ta hay có một cái sự mơ màng về bản thân của mình. Trong sự mơ màng này, chúng ta nghĩ đến con người mình qua hai cái phương diện. Một là cái tên tuổi, hai là thân. Phải thành nói đó, thì đời sống tu tập thì cái tên tuổi đó nó không có giảm theo thời gian, nhưng mà giữa tên tuổi và cái thể lực của chúng ta nó là một tỷ lệ nghịch. Ví dụ như một nhà sư, chúng tôi lấy ví dụ như là chúng tôi đã biết những vị trưởng lão như Ngài Hòa Thượng Hộ Tông, Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, các vị mà càng già đó, thì cái tên tuổi càng được trân trọng. Dường như là cái tên tuổi nó không có già theo thời gian, mà đôi khi nó lại tốt hơn, nó cao trọng hơn theo thời gian. Nhưng mà rồi ngược lại với tên tuổi thì chúng ta thấy một điều rất là rõ, đó là sức khỏe thể xác. Trong bài kinh này có đề cập đến Rupa và Nama. Dạ, nói sẽ đủ là Nama Gotta. Rất là may mắn là chữ Nama đi từ Gotta. Gotta là dòng tộc, Gotta là chúng ta có thể hiểu là dòng dõi môn phái. Nama Gotta tức là cái danh tánh, tộc tánh, nói chung với là cái tên tuổi của mình. Và cái thể xác và tên tuổi nó luôn luôn là tỷ lệ nghịch với nhau. Dạ, tỷ lệ nghịch với nhau. Có thể một người sống thì sự nghiệp càng ngày càng rạng rỡ, tên tuổi càng ngày càng được nhiều, nhưng mà không có nghĩa là như vậy là chúng ta trường tồn với thời gian. Thậm chí còn có những người mà tên tuổi lưu danh cổ nữa kìa. Nhưng mà rõ ràng là cái thân xác chúng ta nó không có sức chịu đựng như vậy. Từ cái tuổi thiếu niên đến trung niên thì thấy không có gì, nhưng mà từ trung niên bước qua lão niên, và rồi từ lão niên chúng ta đi vào cõi chết. Và người tu tập không thể không ý thức được điều đó. Và xác thân của chúng sinh thì bị lão hóa. Và trong một câu ở dưới đó thì còn nói là tuổi tác á, nó suy mòn theo ngày đêm. Cái trữ lượng của tuổi thọ của chúng ta đó, mỗi một ngày một giảm, mỗi một giờ một giảm. Tức là cuộc sống chúng ta 100 năm thì mỗi một năm trôi qua đó, thì cái tuổi thọ chúng ta còn lại đó nó lại ít hơn. Sự sống của chúng ta nó cạn đi. Do đó cái tuổi tác nó lại hao mòn theo ngày đêm. Thì thứ gì
trong cái tâm niệm của người bậc xuất gia, tâm niệm người tu Phật, Ngài có nhắc một câu rằng nên tự nhắc là ngày và đêm qua mau, mình làm được những gì. Hồi chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, thì chúng tôi trông cho đến Tết lắm. Tại vì Tết sắp đến thì thời tiết khô ráo, bao nhiêu là cái niềm vui rộn rã từ cái chuyện mà chuẩn bị ăn Tết, làm bánh mứt, cho đến may quần áo, được may quần áo mới mặc ngày Tết. Rồi cái không khí nó rất là vui. Nhưng mà chúng tôi nhớ tuổi thơ đó là sẽ thấy trong cái Tết nó đến quá chậm đi. Và đến chậm mà trong từng ngày quá chậm. Nhưng mà khi qua bên Mỹ và cuộc sống bây giờ đó, thì phải nói rằng ngày đầu tuần và ngày cuối tuần đó, nó qua rất là nhanh. Nhanh lắm. Hình như là mình sẽ qua xe lại là Chủ nhật, sẽ qua xe lại là thứ bảy. Dạ. Mà chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử mà sống ở Mỹ cũng thấy mau như vậy. Thời gian qua nhanh nó cũng đồng nghĩa đến với một việc đó là thân thể của chúng ta nó bị lão hóa đi từng ngày. Nó bị suy thoái. Nó không có đứng yên một chỗ. Chúng ta chưa kể cái chết nó đến một cách bất ngờ. Nó đến một cách bất đắc kỳ tử. Cách đây 2 năm chúng tôi hành hương sang bên Ấn Độ và ghé Thái Lan. Chúng tôi sang đó gặp một số chư tăng, thăm viếng vài vị trưởng lão. Và 2 năm vừa qua, vì đại dịch chúng tôi không có đi. Bây giờ thì một số các vị mà đã từng gặp, ví dụ Đại Đức Pháp Tính, trước kia là một vị giảng sư ở trong Trung Phật Pháp Buddhadhamma đó, chúng tôi gặp lần cuối cùng vào tháng 12 năm 2019. Rồi bây giờ Đại Đức Pháp Tính không còn nữa. Ngài Sajjaban Tăng Thống Phật giáo Ấn Độ không còn. Nhiều việc khác mà mình được nghe. Thật ra thời gian trôi qua đó, cái chết nó đưa chúng ta vào cõi tử vong, không có ai mà nó được miễn, không ai được loại bỏ. Và cái tâm niệm của người tu tập mà một cái động quan trọng nhất, chúng ta đừng bao giờ chỉ biết vui theo với cái tên tuổi của mình, mà chúng ta phải hiểu rằng có một cái tỷ lệ nghịch giữa tên tuổi và thể lực, sức khỏe, thân xác. Tên tuổi thì không có suy mòn theo thời gian, nhưng mà xác thân của chúng ta mỗi ngày một yếu đi. Chúng ta năm nay không phải là năm trước, mà chúng ta chưa kể những điều mà nó có thể khiến cái chết đến. Ví dụ như là mình bị tai biến mạch máu não, mình bị lây nhiễm COVID, bị nhiều thứ. Và nếu chúng ta sống mà cứ đinh ninh là mình mãi là như vậy, mình có rất nhiều thì giờ để khoản đãi, mình có rất là nhiều thì giờ để hoang phí, là chúng ta chưa có cái nhìn chân xác của cuộc sống. Ở đây còn có 2 câu hỏi khác là cái gì là lạc lối, cái gì là chướng ngại. Ở đây Đức Phật Ngài trả lời rất rõ, đó là dục tham, raga và lobha là chướng ngại. Dục tham là lạc lối. Vì điều này thì nó lại là một lần nữa chúng ta cần thắp sáng rõ cái ý thức trong cuộc sống. Nó giống như là mình, một đứa trẻ mà đi học thì việc quan trọng là đi từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Nhưng mà nếu từ
trường về nhà mà đi ngang qua một cái gì đó mà thích quá rồi cứ đi, cứ theo, thì như vậy sẽ lạc lối. Tại vì sao vậy? Tại vì cái mà mình thích cũng là cái đánh lạc hướng mình. Ngài Chánh Cha Ngài có nói rằng một cái kỹ năng quan trọng của người tu đó là tránh trường hợp bị điều hổ ly sơn, tránh trường hợp là mình phải đi vào ngã rẽ mà mình quên cả lối về. Cái ngã rẽ đó, đó là những cái ham muốn nhất thời, những điều mà khiến cho chúng ta lệch hướng, những điều mà chúng ta không khó nghĩ rằng nó quan trọng, nhưng mà rồi nó khiến chúng ta không tiếp tục theo đuổi cái mục đích ban đầu. Bởi vì có một lời khuyên là một người đi tu đó nên nhớ cái sự phát tâm đầu tiên, mà trong chữ Hán gọi là sơ phát tâm. Dạ, sự phát tâm đầu tiên là khi mà mình cầm bổ y dâng lên cho vị thầy và đọc cái câu mà Padukha Nisarana Nipana Satchikarana Thaya. Mình kể nó có tất cả là 4 câu. Ở trong câu đó đó, ở câu đó thì dân y đến cho vị thầy, xin thầy từ bi nhận lấy rồi sao cho lại cho mình. Nhưng mà 2 câu đầu có nghĩa là mong đoạn tận tất cả khổ và chứng ngộ niết bàn. Đó là sơ phát tâm. Người mới vào đầu tu á, ai cũng có cái định hướng. Mình tu không phải là để trụ trì, mình tu không phải là để chùa to Phật lớn, mình tu không phải là có đàn tính, mình tu không phải là thế này thế kia. Nhưng mình phải coi chừng, trên cái hành trình mình đi đó, nó có nhiều thứ, có nhiều thứ mà khiến cho chúng ta thấy nó quan trọng hơn, thấy thích thú hơn, và chúng ta đánh rơi cái sơ phát tâm, cái mục đích ban đầu mà chúng ta lựa chọn. Thành ra chữ ra cát ở đây chúng ta có thể hiểu là cái sự dính mắc đối với sắc, dính mắc đối với thinh hương vị xúc. Lô phá đây chúng ta hiểu là sự phi cầu. Hai cái này đó nó vừa làm cho chúng ta bị lạc hướng mà nó vừa làm cho chúng ta bị chướng ngại. Chúng tôi nhớ là có một lần chúng tôi cần soạn cái thư viện và soạn gấp, dọn thư viện gấp để cho ngày lễ. Nhưng mà rồi có cô Phật tử của Phát Tâm đến chùa cùng với 2 người khác để mà giúp soạn các sách, và chúng tôi nói rằng thời gian gấp lắm, là chúng ta khoan soạn sách ra mà chúng ta chỉ chất sách đầy trong thư viện. Và lúc đó chúng tôi bận đi tụng kinh. Và chúng tôi nhớ rằng đi sáng tới chiều về đó, thấy quý vị sách chưa hết một tủ mà ông chùa có 10 mấy tủ sách như vậy. Chúng tôi hỏi tại sao, các vị nói rằng ban đầu chỉ nghĩ chất sách thôi, nhưng mà khi cầm cuốn sách mình thích quá, thành ra phải lựa sách này lựa sách kia. Nhưng mà chúng tôi biết rằng có những người họ mê sách á, họ nghĩ chuyện soạn sách là một điểm rất thú vị. Thành ra thay vì chất lên á, thì họ cứ ngồi lật khăn này tới trang kia. Thì cái chuyện họ mê sách á, nó khiến cho công việc chậm lại. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng tôi gặp rất nhiều vị kỹ trong đời sống tu tập đó. Mới tu thì cũng có phát tâm đó, nhưng mà rồi thời gian sau là mê công nghệ, mê máy móc. Thời sau mê cây kiển, thời sau mê chuyện xây cất, thời sau mê rất rồi dẫn những kinh điển bỏ mà đời sống tu tập cũng để ý đấy, và chạy theo những cái đó. Mà cái đó rất là thường. Chúng ta bị đánh lạc hướng, chúng ta bị lạc lối. Lạc lối tại vì có những đam mê. Cái đó là cái phải để ý. Cái đó là cái mà chúng ta không thể không để ý.
Và ở trong cuộc sống thì thưa quý vị, sự tu tập đó nó có một cái từ ngữ mà chúng ta gọi là một thuật ngữ chuyên môn, và thuật ngữ này được áp dụng, được sử dụng ở trong cái văn hóa Ấn Độ, nó hơi khác với cái văn hóa Phật giáo một chút, nhưng mà cả hai đều tương đồng, gọi là Brahmacharya. Brahmacharya có nghĩa là chúng ta thường dịch là phạm hạnh, nhưng mà nó chữ Brahmacharya nó có hai là chữ âm và chữ dịch. Chữ Brahm âm là phạm, giống như phạm chí, phạm thiên, phạm âm. Brahmacharya là thực hành, thì Brahmacharya chỉ sự là phạm hạnh. Chữ phạm hạnh ở trong văn hóa Ấn chỉ cho đời sống không có liên hệ nhục dục, giống như chúng ta đọc câu chuyện của Mahatma Gandhi thực hành Brahmacharya. Thì chúng ta biết là Brahmacharya trong cái văn hóa Ấn không có hướng thụ nhục dục, hay nói cách khác là không có hành động giao phối. Nhưng mà Brahmacharya ở trong Phật giáo chỉ cho cuộc tu nói chung, và chữ Brahmacharya trong Phật giáo mà trong Tam Tạng Pali đó riêng là chỉ cho đời sống xuất gia, nó rõ là đời sống từ bỏ gia đình sống không là Brahmacharya sống xuất gia. Trong đời sống xuất gia đó, một điều mà gây cái trở ngại đó là sự chi phối bởi người khác phái, và đây là sự chi phối rất là mãnh liệt. Nói cách khác thì khi mà có sự chi phối như vậy đó, thì nó khiến cho chúng ta không có tập trung vào thiền định, tập trung vào đời sống một mình, tập trung vào đời sống an tịnh được. Thành ra cái sự ái nhiễm đối với người khác phái đó, nó là một vấn đề. Mà trong cái đoạn chót của bài kinh ngày hôm nay thì thưa quý vị, lại một lần nữa chúng ta đề cập tới vấn đề nội tại đó, thì vị thiên mới hỏi rằng có bao nhiêu cái lỗ thủng. Cái chữ này thì lỗ thủng ở đời, cái chữ này thì thưa quý vị, chúng tôi hơi khó dịch một chút, bởi vì nếu vị nào mà vì đọc ở trong bản dịch đó, thì trong phần thích văn chúng tôi có một cái chú thích về chữ chích đáp. Dạ, chữ chích đáp. Ngày xưa thưa quý vị, khi mà chúng tôi làm ruộng á, ở miền quê làm ruộng á, thì nó có cái trường hợp là trồng lúa ở dưới miền Tây đó, là trồng lúa là thường là ngoại trừ chúng ta trồng lúa mọi ở trên như miền Đông, ở trên Long Thành rồi trồng ở khô, còn trồng ở miền Tây đó ta trồng ở trong ruộng nước á. Và muốn về miền Nam á, về miền Tây á, thì hay thấy ruộng nước hay có những bờ đê để giữ nước lại. Mình bơm nước vào trong ruộng phải có bờ đê giữ lại.
Và ngày xưa thì lúc chúng tôi ở Việt Nam thì không có cá lao kính, mà có con cua. Con cua nó hay làm hang, hay là chuột hay làm hang, nhưng mà chuột làm hang cây khô thôi, chuột hang dưới nước. Con cua đó nó làm hang dưới nước. Sau này chúng tôi nghe nói còn có lá cá lao kính cũng làm hang. Là cái hang đó đó nó tạo thành một cái lỗ, mà cái chữ này chúng tôi không biết là, chúng tôi không thấy trong trong văn viết người ta biết nhiều, không biết ở ngoài có ai nghe nói mồi. Lỗ mồi tức là nó không phải là vỡ đê, mà lỗ mồi là cái lỗ mà do cua nó khoét, do cua nó đào hang, hay là do đục nó rỉ ra, ban đầu nó nhỏ thôi nhưng mà nó chảy từ từ lớn ra là mất nước. Thật ra chúng tôi viết cái chữ lỗ mồi như vậy, nhưng chúng tôi chưa thấy ai viết cái chữ lỗ mồi. Chúng là tạm thôi. Chứ tạm hiểu là một cái bờ đê như vậy, nhưng mà nó có cái lỗ mồi, cái lỗ thủng, cái lỗ đó nó làm cho mất nước. Dạ, làm mất nước. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật có đề cập đến 6 cái lỗ mồi, mà 6 lỗ mồi này đó, nó làm cho thất thoát cái năng lượng ở trong người chúng ta. Dạ. Người tu tập rất cần cái nội lực. Nội lực càng sung mãn đó, thì chúng ta càng phấn chấn, chúng ta càng tinh tấn, và chúng ta còn càng có khả năng áp đảo ác pháp. Mà khi mà chúng ta thiếu cái năng lượng, thiếu nghị lực, thiếu sự phấn chấn, thì thưa quý vị, chúng ta bị bất thiện pháp áp đảo, và chúng ta dễ bị chi phối lắm. Ở trong cuộc sống tu tập, nếu chúng ta lắng nghe chính mình một chút đó, thì chúng ta mới cảm thấy rằng những năng lượng như vậy rất là quan trọng. Khi những cái chuyện mà chúng ta tu là chúng ta hay để ý cái bối cảnh đó bên ngoài. Ví dụ mình quan trọng là đời sống tu tập mình có những người Phật tử giúp đỡ hay không, hay là quan trọng là chỗ ở hay không. Nhưng mà khi mà mình càng đi vào thế nội tại tu tập thì mình thấy rằng cái năng lượng nội tại đó nó quan trọng. Buổi sáng mình thức dậy đó, có nhiều người rất là quể quải, có khi sống cả ngày nhưng mà không có một cái ý chí mạnh mẽ, sống một mình giống như là người mà lâu lâu mà quý vị bị cảm cúm hay là bị cái gì đó, mà con người nó mất sức vậy, nó muốn phấn đấu, nó muốn làm gì hết, thì lúc đó mình rất là khó tu. Thành ra cái thân mình đó nó có cái gọi là cái sức ở đây, tức là một cái năng lực, năng lượng của thân. Thì tâm nó cũng có cái năng lượng của tâm, nó có cái lực, năng lực này rất là quan trọng. Nhưng mà cái năng lượng đó đó thường nó bị thất thoát đi bởi 6 cái lỗ mồi. Và 6 lỗ mồi này là cái gì mình phải để ý. Mình không để ý thì chúng ta sẽ đi từ cái chỗ mà một cái đời sống mặc chiếc áo tu đó, sống ở trong chùa đó, nhưng mà rồi chúng ta không có sự chí thú để làm việc gì, không có một cái khả năng làm việc gì. Mình sống mà mình gọi là mình xuôi theo tự nhiên thôi. Ngày nào cũng sống vậy, chỉ ở ngoài đời người ta gọi là sống theo kiểu ồ ơ dí dầu, sống theo kiểu ơ hờ, theo kiểu hứng hờ. Đời có bao lâu mà hứng hờ, mà cuộc sống có nhiều khi không có năng lượng thì ơ hờ. Tại sao chúng ta sống ơ hờ như vậy? Là bởi vì chúng ta bị 6 cái lỗ mồi. Cái lỗ mồi đầu tiên đó là biến. Cái làm biến không phải là cái tội. Đôi khi mình làm biến làm nhát, mình nghĩ rằng đâu hại ai, đâu chết ai đâu. Nhưng mà đối với Đức Phật á, ngài dạy đó, nó là một cái lỗ mồi làm thất thoát cái năng lượng của chúng ta. Hầu như là ít người cho chúng ta sợ cái này lắm. Dạ, sợ lỗ mồi. Chúng tôi nhớ hồi trước có lần chúng tôi
đến đảnh lễ và nghe Ajahn Mahabua ngày giảng ở trên Udon thì hóa là phần lớn là chư tăng chỉ có hai ba người cư sĩ tu ở trong chùa thôi. Ajahn Mahabua ngày nói rằng đôi khi có những chuyện mà nó không có phạm giới, đôi khi nó có chuyện mà không phải là kinh thiên động địa nhưng nó hại vô cùng cho một cái vị tỳ kheo đi hành đầu đà, đó là làm biến. Khi mà làm biến rồi đó, mình không làm xuyên rồi đó, thì tự nhiên là tất cả những thiền pháp khác nó giống như là nó tiêu tán hết. Mà quá thật, khi mà ngài Ajahn Mahabua ngài giảng cái đó trong vòng khoảng chừng 15-20 phút thì chúng ta thấy rằng ngài nhấn mạnh điều đó rất nhiều. Bởi vì như ở đây chúng ta đọc nó là một cái lỗ mồi, vị nào mà có làm ruộng rồi mà thấy cái lỗ mà nó chảy nước ra mà không chặn lại, cái lỗ mồi nó có cái gì về việc không những nó làm mất nước mà cái lỗ nó càng ngày càng lớn, nó sôi mòn cái lỗ càng ngày càng lớn ra và có thể vỡ đê được. Nhưng mà thường thường lỗ mồi làm cho mất nước, thì mình muốn giữ nước trong ruộng thì mình phải bịt cái lỗ mồi lại, đó cái lỗ thủng là biến. Giải đãi tức là dễ ngươi, giải đãi là chánh mãn, giải đãi là phóng túng. Mà quý vị nào mà nghe các ngài bên Nam Tông, ngài Diễn Nghiêm, ngài Hộ Tông từng dùng cái chữ ngươi là dễ vui, chúng mình nghĩ là dễ vui đó là các ngài nói trại từ cái chữ dễ ngươi mà ra. Dạ, nhưng mà các ngài dùng dễ vui tức là mình xem thường chánh mãn, mình không có cẩn trọng nữa, mình coi thường việc đó. Ví dụ như mình ở trong chùa, mình ở trong chùa mình đi tới lưu hoài, thành ra mình không có cẩn thận, mình để cửa không có khóa mở đó, ai muốn vô ra, mình nghĩ rằng nó không đến đổi gì đâu, cái đó là sự chảnh mạng, đó là diễn ngươi. Thụ động là một cái tâm rơi vào cái trạng thái không còn năng nổ nữa, không còn sáng tạo nữa, không còn phấn chấn nữa. Dạ, không phấn chấn, là trạng thái thụ động. Con người mà sống mà rơi vào tình trạng khủng thì nó sẽ đối lập với sự tích cực, không có tích cực, không có năng động nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta rơi vào từ chỗ thụ động, chúng ta đi đến chỗ xuôi tay, cái chỗ bị động. Giống như là ở trong cuộc sống này mà có những người, thứ vì không bao giờ có thể đề xuất ra chuyện gì, không thể nào có thể bắt tay vào làm việc gì, mà ai đẩy đi đâu thì mình đi, mình giống như một chiếc lá giữa dòng nước. Dạ, ngày xưa chúng tôi nhớ Hòa Thượng Hậu Giác á, Hòa Thượng có đưa ra một hình ảnh mà nghe nó cũng lạ tai, nhưng mà lâu lâu nhớ, ngài nói rằng cái người mà không có cái ý chí cầu tiến, không có sự phấn đấu, giống như cục bột vậy đó. Cuộc đời nó muốn nặng tròn thì tròn, muốn nặng vuông thì vuông. Và cái tâm của mình như vậy, người ta muốn khen mình nở mũi, ta muốn mình sung sướng thì họ khen mình, họ muốn mình bị nản lòng thì họ chê mình. Thì khi họ khen mình thì mình cảm thấy hạnh phúc, còn mình chê mình cảm thấy buồn, thì mình giống như cục bột thôi. Và người ta nặng vuông, nặng tròn, một cái tâm như vậy tội nghiệp quá, cuộc sống về tội nghiệp quá, mình không có chủ kiến. Dạ, không có chủ kiến thì cái đó là gọi là thụ động. Không có tự giới tức là không có khả năng để mà nói với chính mình là cái gì nên và cái gì không nên. Dạ, đời sống ví dụ như vậy là buổi sáng mình cảm thấy rằng nó lười không làm gì đó, nhưng mà lúc đó mình phải nhớ rằng mình phải ngồi dậy tụng kinh, mình phải ngồi dậy làm cái gì đó. Và nếu mà mình không làm vậy đó thì cái sự
phiền não nó sẽ cái đó là biết từ giấy. Hay hoặc giả là ở trong đời sống tu tập đôi khi mình gặp những chuyện phiền não, mình phải ngồi xuống mình tự hỏi lấy chính mình là mình có nên ứng theo phiền não hay không, hay là mình nên đặt lại vấn đề để mình đừng bị phiền chuyện đó. Cái người mà có khả năng tự chế đó là người có khả năng nói cái chuyện đó thay vì phản ứng theo bản năng, cái người đó cái chuyện đó là chi phối sao thì mình chịu như vậy, không mình trả lời không mình phải làm khác đi. Dạ, cái khả năng làm khác đi đó là gọi là tự chế. Dạ, cũng như Đức Phật ngài dạy rằng ai mà dằn được cái cơn phẫn nộ đó là người đó là người cầm cương, còn những kẻ khác thì những kẻ đứng hờ đứng chờ bên đường thôi. Đời sống của chúng ta có khả năng khi cần phải biết nói không với chính mình và không có quá tin nó khác đi. Giả dự và mê ngủ. Giả dự ở đây đó là đôi khi chúng ta quan niệm là một cái trạng thái tự nhiên của thân và mình không làm gì được. Ví dụ như sự mỏi mệt. Và giả dự. Tuy vậy đối với người tu tập đó thì phải thấy đó là vấn đề. Tại vì khi sự giả dự rồi chúng ta không có tin cái tấn được. Sự thụ động đó, thường thường nó là một thái độ tâm lý, nhưng mà giả dự ở đây đó, nó mang tới cách là quấy quải của thân mà đã ảnh hưởng đến tâm của mình. Mấy cái này thì đối với người bình thường nó chẳng có chuyện gì hết. Dạ, đi làm cả ngày thì về giả dự hay cuộc sống đôi khi mình cảm thấy mình mệt mỏi, mình không muốn làm gì hết. Nhưng mà khi một hành giả đang tu tập thì phải thấy đó là vấn đề. Bởi vì ngày trước chúng tôi có nghe Ngài Bút Thế Đắc Xã, Ngài nói một điều, Ngài nói rằng có cái sự khác biệt giữa người tu và người không tu. Người không tu khi mà giả dự quế quải thì chỉ có một thái độ tự nhiên là buông tay không làm gì hết. Nhưng với người có tu đó thì khi mình giả dự quế quải thì mình dùng cái sự giả dự quế quải đó làm cái thiền án, tức là làm một cái đối tượng để một quán nghiệp bằng chánh niệm. Người đó vận dụng chánh niệm của mình để ghi nhận rõ là thân và tâm đang ở trong trạng thái giả dự, ý thức rất rõ về chuyện đó. Và sự giả dự đó phải nằm ở trong cái tầm nhìn của chánh niệm và từ từ phải hóa giải. Và lúc đó cái năng lượng của chúng ta xuống rất thấp. Mê ngủ là một cái tình trạng mà có lúc nào đó mình cảm thấy ngủ rất là ngon. Đôi khi người ta có nói câu ta nói ngủ còn sướng hơn ăn nữa. Dạ, sướng sướng ăn. Ví dụ như gặp mình đi đâu á, về buồn ngủ quá thì nằm xuống ngủ, hạnh phúc hơn là ta lôi đầu thì mình ăn phải không? Thì cái mê ngủ á, nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác là ngủ rất là ngon, ngủ rất là hạnh phúc. Nhưng cái đó là vấn đề. Theo Ngài Sansa đó, thì chính khi mà hành giả chống chọi với sự mê ngủ, lúc mà mình đang thèm ngủ, muốn ngủ lắm mà vẫn ngồi vậy đó, thì do cái thái độ mà chống trả lại với sự mê ngủ đó, nó tạo cho chúng ta một cái khí thế, nó tạo cho chúng ta một cái nghi lực, nó tạo cho chúng ta một cái sức mạnh. Còn nếu mà mình cảm thấy mình muốn ngủ, mình lau mình xuống ngủ thì nó sẽ đặt chúng ta vào một cái thế đó là luôn luôn bị lôi kéo. Bởi vì trong kinh đó, có nói về những điều mà thường thường người ta không để ý,
Thí dụ như là một người tu, khi mình đi ngủ thì luôn luôn phải có một cái chủ ý hay là một tác ý về sự thức dậy. Không bao giờ mà mình leo giường mà mình nằm xuống, nằm đặt ra mà ngủ. Nhưng mà khi mình đặt lưng xuống thì luôn luôn mình nhớ rằng ngày mai, sáng mai phải thức dậy lúc 5 giờ, 4 giờ để làm việc gì đó. Mình phải có một cái dụng tâm, một cái tác ý. Tác ý lúc mình thức dậy. Cái tác ý đó, nó làm cho mình không bị mê ngủ. Tại vì sao vậy? Mình chưa ngủ là mình đã nghĩ đến thứ lúc thức dậy rồi. Có định giờ giống như mình set alarm vậy, giống như mình bật cái chuông báo thức. Nhưng mà ở trong thâm tâm mình là mình không xem cái chuyện ngủ đó. Đó là một chuyện mà mình đắm chìm trong đó, mà mình thưởng thức trong đó, mình muốn ngủ cho ngon. Mà mình có một cái dụng tâm là mình sẽ thức dậy. Dạ, thức dậy mấy giờ? Cái gọi là tác ý, thức dậy. Cái đó rất là quan trọng. Và thứ nữa là mình mệt đó, thì cứ nằm nghỉ. Mà không bao giờ mình xem cái nghỉ đó là một sự hưởng thụ. Mà khi mà mình ngủ mà xem đó là sự hưởng thụ đó, thì coi chừng là chúng ta sẽ rơi vào trong một cái trường hợp là mê ngủ, giống như ham ăn vậy đó. Dạ. Rồi cái này phải tập để ý. Thì thưa quý vị, ở trong bài này, những điều được nói đến đó, thì nó không có có vẻ như là khẩn trương hay là tội lỗi về phương diện đạo đức tôn giáo nhiều. Nhưng mà thật sự là lớn chuyện, cũng giống như là mình nấu ăn hay là mình dọn nhà, mình làm vườn, nó có những cái thủ thuật, nó có những cái thao tác nhỏ, nó có những cái phương cách nhỏ, mà cái đó mình không làm đúng thì nó hư chuyện. Dạ, nó có hư chuyện. Cái này vài tháng đó, chúng tôi có đứng nói chuyện với một đạo hữu. Là lúc đạo hữu trồng cây thì đạo hữu đào xuống cái lỗ, và rồi đạo hữu đẩy đất xuống, đạo hữu lấy cái cây ở trong cái chậu, đạo hữu đặt xuống. Thật ra chúng tôi cũng là người xuất thân từ miền quê và cũng biết ít nhiều về việc trồng cây, nhưng mà thấy đạo hữu làm đó thì chúng tôi lại hỏi thêm. Dạ. Thì mới thấy rằng đó là một việc làm mà nó có nhiều cái sự cân nhắc. Thí dụ như đạo hữu nói cái chiều rộng của cái hố, khi mà ví dụ cái cây này đó mà mình đào xuống, mình nghĩ rằng cái thấp soi mình để đủ cái đất, mình để xuống phân đất để đủ cho cây nó lớn lên, tại cái rễ ban đầu nó chưa có ăn vào trong đất được, mà đào nhỏ quá nó không đủ đất vậy đó. Dạ. Mà đầu sâu quá đó, thì cũng không hẳn là tốt, tại vì nói chung cái gốc nó bị úng đi. Nhưng đầu cạn quá thì cũng hẳn là tốt. Thì những cái chuyện mà trồng một cái cây xuống, và thậm chí một cái cây con mà họ để một cái chậu, và nếu chúng ta không khéo, có những loại cây mà chúng ta làm vỡ cái đất rễ đi thì nó làm cho yếu ngay. Là trái lại có những cái cây mà cần gạt bỏ bớt đất đi, bớt rễ đi, trồng xuống nó mới tốt. Thì đâu phải cây nào cũng giống nhau. Cái đó chúng ta gọi là những cái phương cách, nó có tác là nhỏ nhưng mà ảnh hưởng tới cây rất là lớn. Không phải mình nói trồng cây mình trồng xuống cây đâu. Đời sống tu tập cũng vậy. Đời sống tu tập là sống với chính mình, và không phải ai cũng biết mình. Có nhiều người thì sống một mình không an lạc, bởi vậy mới gọi đồ này réo đồ kia, liên hệ với người đó. Sống một mình không an lạc, sống một mình không học được, không tu được. Và chỉ tu được khi nào vào trong một đạo tràng, vào trong một trường thiền, vào trong hội chúng. Sống chính mình không được. Sống với chính mình đôi khi mình không có thấy được cái gì là cái
cái lạc lối, cái gì là cái ngăn ngại sống với chính mình. Đôi khi chúng ta không thấy được cái gì là những cái lỗ mồi, lỗ thủng, là mất đi năng lượng chính mình. Vì vậy cái sự khác biệt giữa cái pháp học và pháp hành đó là khi mà trong pháp học á, đôi khi chúng ta có thể nói chuyện đông tây kim cổ, chúng ta nói nguyên thiên trời gì đó, nhưng mà trong pháp hành đó, bắt buộc chúng ta đối diện với những bài học rất là thực dụng, rất là thực tiễn trong đời sống. Tại sao sáng nay mình thức dậy mà mình quể quải? Tại sao mình không có đủ cái năng lực để phấn đấu? Tại sao mà mình không có cái khả năng để mà sống an tịnh, mà luôn luôn buồn chán với đời sống hàng ngày, buồn chán với hơi thở? Có điều này nó rất là ngược cạo nhưng mà nó có thật. Là có nhiều người than rằng mình bận quá không có thời giờ, nhưng mà có thời giờ thì cảm thấy sao nó trống trải quá, đi tìm việc làm để cho nó qua. Nếu để ý mình thấy điều đó, tại vì sao vậy? Cái khả năng sống một mình đó, nó khác với là cái chuyện mà lăn xả vào đời để kiếm cơm, để làm ra tiền, cái chuyện xã giao thù tạc với cuộc đời, cái chuyện mà học có bằng cấp, học vị địa vị trong xã hội, những cái chuyện nó hoàn toàn khác. Nhưng mà sống với chính mình và có đủ cái sự an lạc, có đủ cái sự thanh thản, có đủ cái nội lực một cái sung mãn đó, thì bắt buộc chúng ta phải vấn đề nhìn sự việc và nhìn cuộc sống lại một cách khác. Và những bài kinh như bên này đó, thì chúng ta sẽ thấy ví dụ như là trong hai câu đầu: thân chúng sanh bị già, danh tánh thì không già. Hai câu chúng ta chỉ nghe ô cái chuyện dễ hiểu quá mà, nhưng mà chúng ta nhớ như vậy là chúng ta thường sống với một cái ảo tưởng: tôi là thượng tọa này, hòa thượng kia, như vậy đó. Mình cảm thấy rằng cái danh tánh tên tuổi càng ngày càng lớn chứ đâu có suy giảm gì đâu. Mình quên hẳn đi một chuyện là đồng ý cái đó nó không suy giảm, nhưng cái thân của mình càng ngày càng già đi, càng ngày nó sức khỏe càng kém đi, càng ngày cuộc sống càng ngắn đi. Nó có sự khác biệt giữa cái già và cái không già. Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái mình thích, cái mình đam mê, cái mà mình tự nhiên mình cảm thấy mình vui với ở trong đời sống, nó không ảnh hưởng gì, nhưng mà coi chừng nó đánh lạc hướng mình, coi chừng nó làm trở ngại mình. Có những thứ mà nó khiến đời sống chúng ta sống một mình, sống an tĩnh không được. Và có những thứ làm tiêu hao cái năng lượng trong người mình. Sự tiêu hao đó chúng ta không biết, giống như là chúng tôi nhớ là có một lần trời bão đến, chúng tôi lấy một cái lu để đựng nước. Và đó là cái chậu, đúng gần cái chậu mà đựng nước để dành. Nhưng mà rồi 3-4 tiếng hồ sau trở lại thì tự nhiên nó vơi hết hơn phân nữa. Thì khám phá ra cái chậu nó có vết nứt ở dưới mà không thấy. Nó chảy ra bên ngoài. Thì nhiều khi chúng ta phải hỏi rằng ở trong đời mình nó có những cái gì là cái lỗ thủng, mà lỗ thủng nó làm tiêu ma đi những cái năng lượng trong người mình. Con người mình sống mà không có nghị lực, không có năng lượng, thứ chúng ta sẽ không có đủ khả năng để sống an lạc, để đừng nói chi là để áp đảo nội ma ngoại chứ. Và vì vậy tất cả những điều này nó cần đến một cái kỹ thuật, một cái kỹ năng và một cái phương thức. Và khi mà chúng ta học lý thuyết thì ông thầy nói sao nói, nhưng mà khi mà chúng ta áp dụng thì chính mình phải đối diện với chính mình phải có cái kỹ năng đó. Và chúng ta không có kỹ năng đó đó thì chúng ta sẽ không đi đến đâu, không đi về đâu, mặc dù mình đã có mục đích từ ban đầu, mặc dù mình có một cái chí hướng cao cả. Nhưng mà rồi nới chừng bán đồ nhi phế, chúng ta bỏ dở. Tại vì sao? Là tại vì lực bất tòng tâm. Lực bất tòng tâm ở đây không phải là vì cái hoàn cảnh bên ngoài, mà cái nội lực không có. Nội lực không có thì lấy gì mà mình có thể làm, có thể phấn đấu được. Đôi khi mình nghĩ rằng có những người có thể làm những chuyện phi thường. Chúng ta đọc được cuộc đời của Đức Phật, cuộc đời các đệ tử Phật, thì chúng ta thấy tất cả
đều có một cái nghị lực phi thường. Và coi chừng là trong cuộc sống chúng ta có những lúc mà bây giờ người ta hay có một cái chuyện này, nó cũng vui thôi chứ nó không chính xác, nó gọi là cái nhịp điệu sinh học, biorhythm. Biorhythm tức là đôi khi có ngày chúng ta rất là năng nổ, mà có nhiều ngày chúng ta rất là bệ rạc, chúng ta rất là yếu kém về năng lượng, chúng ta không để ý. Nhưng mà với người tu tập là phải khẽ cái đó cho ra, phải tự hỏi rằng tại sao? Tại sao hôm nay mình có năng lượng, tại sao mình không năng lượng? Và mình đừng coi thường những chuyện đó. Lâu ngày nó sẽ trở thành vấn đề với cuộc sống mình. Dạ. Chúng ta phải quân tập đầy đủ cái nghị lực, đầy đủ năng lượng, và phải có khả năng sử dụng năng lượng đó, thì quả quăng chăng thì chúng ta mới có thể đi tới trong cái hướng tu tập. Còn nếu mà mình không có năng lượng, không có nghị lực, không có một cái khả năng vực dậy chính mình từ những cái trì trệ đó, thì thường đi, thưa quý vị, chúng ta không đi về đâu, không tới đâu hết. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ về bài học ngày hôm nay, để thay lời cho Thượng Tọa Tự Quyền. Thật ra thì Thượng Tọa Tự Quyền cũng cố gắng, mà đường nét của Thượng Tọa hôm nay có vấn đề một chút, thưa quý vị. Nên Thượng Tọa và không được thì, mà Thượng Tọa Tự Siêu không biết là Thượng Tọa có bật máy không? Nếu Thượng Tọa Tự Siêu đang có ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa hoàn nghị nói cho vài điều. Dạ, kính cung thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu. Nam mô Bụt Thầy nha. Kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã điều khuyết cho Thượng Tọa Tây Nguyên giảng bài học ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay bảy chi pháp rời rạc, và những bảy chi pháp đó nó không thuộc về nhóm nào cả, không hoàn toàn thuộc về nhóm bất thiện, hay cũng không hoàn toàn nhóm thiện pháp. Mà cũng không hoàn toàn là nhóm vô ký pháp. Khi Đức Phật Ngài trả lời cái câu hỏi thứ nhất đó, cái gì bị già nua, cái gì không bị già, thì Đức Phật trả lời sắc. Sắc thân bị già nua, nhưng mà tên họ thì không bị già. Cái chữ Nam Á Quá Tá đó, Nam Á Quá Tá chúng ta dịch đơn giản là tên họ nha quý vị. Thí dụ như Lê Văn A thì Lê là họ Quá Tá. Và A là tên là Nam Á. Thì bởi vì cái tên cái họ của mình, họ và tên á, thì nó là cái pháp tục đế, pháp chế định, nó phải là pháp chân đế, thì làm sao mà nó có cái đặc tính là vô thường, già được. Sắc thì có sinh tiến dị diệt, nhưng mà chế định á, cái tên, cái danh chế định thì không.
Do đó Đức Phật trả lời rất là đơn giản. Cái thân bị già nhưng mà cái tên họ thì không có, họ tên không bị già. Đó là cái pháp mà gọi là pháp vô ký. Câu trả lời này hoàn toàn là pháp vô ký, bởi vì cái việc già đó là cái bản chất tự nhiên của cái thân sắc pháp, chứ đâu có cái chuyện gì mà mình phải đoạn trừ. Như Đức Phật đã thuyết trong câu Parichinnang idang rupang, sắc này bị suy già, thì như vậy cái pháp thứ nhất á, thì nó không có nằm ở trong cái nhóm bất thiện pháp hay thiện pháp. Hai câu đầu á thuộc pháp vô ký. Cái gì là lạc lối, cái là chướng ngại? Dục tham là lạc lối, ham muốn là chướng ngại. Hai cái pháp này Đức Phật trả lời cho hai cái câu, hai câu hỏi trong bài kệ, thì hai pháp này thuộc bất thiện. Rago, lufo, hai cái này bất thiện. Cái gì mòn ngày đêm? Thì tủ tác mòn ngày đêm, quá vô rất tinh đi quá khai vô. Thật sự ngày đêm trôi qua, chinh ách trên tí ca la ta ra dần tí rất vô. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động. Vayu guna anupat bằng cha hành tiết, tủ tác tủ sạch thanh xuân tiếp tục của chúng ta. Ngày đêm qua đó thưa quý vị, thì cái tủ tác bắt đầu chúng ta nó mòn dần. Ngày hôm qua thì tính ra mình còn sống được 10 năm nữa là 3.650 ngày, nhưng một ngày đêm trôi qua chúng ta chỉ còn có 3.649 ngày. Rồi cái ngày đêm trôi qua nữa thì chúng ta bắt đầu nó mòn dần 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 vậy. Mỗi câu chúng ta phải hiểu như thế. Còn câu mà Đức Phật này trả lời, cái gì nhơ phạm hạnh kim ba lăng trăm chari giác sát, thì Đức Phật ngài trả lời là Iti Balang Brahmacharyasa. Cái này chúng ta phải hiểu ngược lại. Nếu mà đối với nữ nhân mà đối với nam nhân mà tu tập đó, thì chính nữ nhân sẽ làm cho nhơ phạm hạnh. Còn nếu mà nữ nhân đang tu tập đó, thì nam nhân
sẽ là nhờ phẩm hạnh cho họ. Ở đây chúng ta phải hiểu ngược lại đó. Tại sao nam nhân hay nữ nhân là nhờ phẩm hạnh trái chiều? Là bởi vì cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc ở bên ngoài đó thì nó không có khiến cho lòng người vướng lụy, nhưng mà người nam mà tư tưởng đang tu tập phẩm hạnh mà bị vướng mắc tình cảm rồi cái tư tưởng nữ nhân thì làm cho phẩm hạnh nó bị khựng lại. Hay là người nữ đang tu tập nhưng mà tư tưởng nhớ đến người nam thì trong trường hợp này cũng làm cho phẩm hạnh nó bị cấu uế. Cái này nó cũng không có thuộc về hoàn toàn là bất thiện pháp, mà nghe thoáng qua thì nó là bất thiện pháp, là bởi vì cái đó nó lầm cảnh, nó làm đối tượng để mà nó trợ hoặc là làm thường cận y duyên. Do thân cận giao thiệp tham ái từ đấy sanh. Ngày xưa có tỳ kheo và tỳ kheo ni thường xuyên mỗi ngày mỗi gặp nhau rồi nói chuyện với nhau, đi khất thực cũng đi chung đường với nhau, có thức ăn thức uống thì chia sẻ với nhau. Lâu ngày như vậy thì phát sinh ra tình cảm và nó làm hư phẩm hạnh ở chỗ đó. Còn cái câu mà Đức Phật ngài trả lời khắc kỷ và phẩm hạnh chính là tấm không nước, thì ở đây pháp này nó thuộc về thiện, nhân thiện. Những cái cấu uế tức là phiền não làm cho nhơ bẩn tinh thần, mà bây giờ mình gột rửa Bà La Môn giáo thì họ xuống sông Hằng để họ tắm cho sạch tội lỗi. Nhưng mà tội lỗi mà tắm nước như vậy nó không có làm cho sạch được quý vị. Phải tắm bằng cách là không dùng nước. Tại sao tắm không dùng nước? Các vị đừng có nghĩ rằng đó là tắm hơi, tắm trong cái bồn hơi là không có dùng nước. Nhưng ở đây là ý nói rằng tắm sạch phiền não đó, tẩy rửa cấu uế bằng cách là khắc kỷ và phẩm hạnh. Chữ tapo ở đây tức là cái sự nghiêm khắc nhất là cái pháp nhẫn nại chịu đựng. Như cái câu nói rằng khanh tí tapo tapasino, hoặc là khanh tí băng tapo thì tích kha, cái sự kham nhẫn hay là cái sự nhẫn nại đó, nó là cái pháp khắc kỷ tối thượng. Tích khi tà cho nên ở trong cái pháp Gtapu và là môn giáo ngoại đạo, du sĩ ngoại đạo chữ Tapu thời đó người ta dùng như là sự cố hạnh. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta tu tập là chúng ta cần phải có khắc kỷ, tức là phải nghiêm khắc cho chính mình. Không vì miếng ăn mà mình phải sống tà mạng.
tức là đối cũng phải kham nhẫn chịu đựng. Nghe người ta chửi, người ta mắng mình phải kham nhẫn chịu đựng, chứ đừng để cho tâm sân khởi đã tỳ kheo. Khi bị người khác phỉ báng đánh đập, hoặc là dùng cưa để mà cưa tay cưa chân các ngươi, ai khởi lên cái tâm hiềm hận thì người đó đã là không có thực hành theo lời dạy của Như Lai. Thì như vậy cái trường hợp này là chúng ta phải tapo, tức là chúng ta phải khắc kỷ, phải nghiêm khắc cái chuyện bản thân mình chịu đựng hết, thì cái đó đó nó mới tẩy trừ được phiền não thôi quý vị. Còn phạm hạnh Brahmacharya, phạm hạnh ở đây có 10 thứ, nhưng mà trong đó có những cái phạm hạnh như là sanh, là giáo lý của Đức Phật cũng gọi là phạm hạnh. Thí dụ như chúng ta đọc ở trong Luật Tạng hay là Trường Bộ Kinh Đại Duyên, Kinh Đại Bổ, sống phạm hạnh nghĩa là trong cái phạm hạnh của Đức Phật Các Cú Sanh Thá, Đức Phật Cô Na Câm Ná vân vân, thì cái chữ phạm hạnh đó là chúng ta phải hiểu chữ pháp. Như tôn giả Sariputta ngài hỏi bạch Đức Thế Tôn, phạm hạnh của chư Phật ở trong quá khứ, phạm hạnh nào được tồn tại lưu truyền sau khi Đức Thế Tôn đó viên tịch, và phạm hạnh nào của Đức Thế Tôn nào không được lưu truyền sau khi Đức Thế Tôn nó viên tịch. Thì Đức Phật nói rằng phẩm hạnh của Đức Thế Tôn Vipassi, Sikhi, Vesafu là những phẩm hạnh không được tồn tại sau khi Thế Tôn nó viên tịch. Còn phẩm hạnh của phạm hạnh ở đây tức là giáo pháp. Còn phạm hạnh của Đức Thế Tôn Các Cú Sanh Thá, Cô Na Câm Ná Cách Pháp là được tồn tại lưu truyền sau khi các Thế Tôn ấy viên tịch. Vì sao? Vì những vị Phật như Đức Phật Vipassi, Sikhi, Vesafu, ba vị đó không có chế lập giới luật cho chúng đệ tử, cho nên sau khi các vị đó, các Thế Tôn đó viên tịch thì không có cái gì để mà kềm vững giáo pháp, không có cái gì để làm cái khuôn mẫu cho chúng tỳ kheo đệ tử thực hành. Thế là lần lần giáo pháp bị tan tác, cũng giống như bông hoa mà không có cái sợi chỉ mà xỏ sâu lại thì để một đống đôi gió thổi tung tóe. Thì về chữ phẩm hạnh, chữ Brahmacharya trong cái nghĩa thứ 10 là chỉ cho giáo pháp, còn lại những cái phẩm hạnh kia đó, chẳng hạn như là ngũ giới hay bát quan trai giới, hoặc là tứ vô lượng tâm, hoặc là thiểu dục tri túc vân vân, thì có những cái phẩm hạnh đó đều là những cái pháp thiện để mà thực hành. Thì bằng hai cái pháp gọi là nghiêm khắc, nghĩa là khắc kỷ và phạm hạnh, chính là tắm không nước, thì cái này điểm thuộc thiện pháp. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn ngài trả lời cái câu mà nói rằng đời có bao nhiêu lỗ thủng ở đây khiến thất thoát,
Thì Đức Phật nói rằng trong cái cuộc sống này nó sáu cái lỗ thủng ở đây khiến cho thất thoát, biến nhát và giải đãi, thụ động và tự thụ động, không tự chế giải dựa và biến ngũ. Cái này nó thuộc vào giới bất thiện pháp, mặc dù không phải là ác pháp nhưng mà nó là bất thiện pháp. Hồi nãy chúng ta đã nghe Thượng Đệ Đẳng giảng rất kỹ cái sáu cái lỗ thủng này, và Thượng Tọa có trình bày cái trường hợp cái thùng nước mưa, hứng nước mưa thấy nó đầy nhiều chút xíu nữa đi ra thì thấy nó cạn, xem kỹ lại thì nó có cái lỗ hổng ở dưới đáy. Còn chúng tôi đưa cái thí dụ này chắc có lẽ là các Phật tử chúng ta hiểu. Người nào mà có chạy xe đó, cái lớp xe nào mà nó bị lỗ mọt đó, quý vị có hiểu không? Cái vỏ xe bên trong cái lớp xe mà nó bị lỗ mọt đó, khi mà chúng ta bơm lên đó, rõ ràng khi mà bơm lên thì thấy nó có hơi, đồng hồ nó nhảy kilo thủy đầy đủ á, nhưng mà vừa bắt đầu chạy một hồi là nó bắt đầu nó mềm, vỏ xe nó mềm. Nó mềm là do đâu? Nó thất thoát bởi từ cái lỗ từ cái lỗ mọt của cái lớp xe. Cho nên cái lỗ mọt đó người ta muốn vá xe đó là người ta nại nó ra, xong rồi khi người ta bơm lên cho nó có hơi, người ta mới cầm, người ta lăn vào trong một cái thao nước, nhất là thao nước mà có pha một chút, thì khi có lỗ mọt là nó sôi bọt lên là chỗ đó là cái lỗ mọt cái tiếng Việt người ta giá lại. Không, ở Mỹ chắc có lẽ là hư là bỏ chứ không có ai mà giá, nhưng mà ở Việt Nam thì phải giá cái lỗ mọt đó để xài nữa khỏi tốn tiền. Thì lỗ mọt nó là như vậy thưa quý vị. Thì cuộc đời của chúng ta cũng có sáu cái lỗ mọt, nhưng mà chúng ta không ngờ, chúng ta không biết tại sao mà lúc rày mình có vẻ như là mình làm việc không có hiệu quả, tu tập nó hơi lười, bỏ bê những cái giờ công phu tụng niệm, bỏ những cái giờ hành thiền, là tại vì chúng ta không hay rằng nội tâm của mình có sáu cái lỗ mọt. Có sáu lỗ mọt, lúc nào cũng giả dười, cũng mê ngủ, biến nhát, giải đãi, sống thụ động, sống không tự chế, vân vân. Thì nếu mà chúng ta phân tích cho kỹ chứ, thì chúng ta sẽ thấy bài học ngày hôm nay là một bài học đáng giá, đa diện. Đức Phật ngài dạy chúng ta rất nhiều những điều mà ở trong cuộc sống chúng ta tưởng chừng như là bình thường, không có chuyện gì xảy ra, không có gì đáng kể. Nhưng mà chính vì cái chỗ mà chúng ta cho rằng những cái pháp đó không có đáng kể, cho nên cuộc sống của chúng ta mới bắt đầu đi đến cái chỗ giống như bánh xe mà nó nổ lớp, nó phải chi mà nó nổ lớp thì chúng ta chạy liền được. Còn nó có những cái lỗ mọt thì bánh xe đó cứ chạy chút nó mềm, bánh xe là phải đi ra. Cũng như trên bờ ruộng thưa quý vị, chẳng thà nước nó làm cho lỡ bờ một đoạn thì người ta còn biết để mà người ta nông dân người ta đi đến để người ta be, người ta đắp lại. Còn đằng này đứng đây nhìn dài, đằng kia thì cái bờ, cái đê bao của thửa ruộng thì vẫn còn nguyên, không có gì hết. Nhưng mà thật sự ra nước nó cứ tràn vô ruộng là lý do tại sao có những lỗ mội. Cái lỗ mội đó là do con cua, con rắn,
nó đào hang, nó từ cái hang này nó ròn lách bên kia, nước nó theo cái lỗ cái hang đó mà nó chảy vô trong thửa ruộng. Mà nó vô ở ngõ này cái cách một thước hai thước thì nó mới chảy ra đằng kia. Cho nên cái lỗ mội đó, cái lỗ mội nó mệt lắm thưa quý vị. Muốn đắp cái lỗ mội đó, người mà phải có kinh nghiệm mới đắp được, chứ không phải ở thấy nước nó tràn vô, nó chảy vô ở cái lỗ nào, ở điểm nào, rồi lấy bùn mình nhét vô trong đó hoài đó, thì hết đắp ở chỗ này nó xì chỗ khác. Cho nên sắp lỗ mội trong cái cuộc đời của chúng ta đó, có vậy mà chúng ta khó đắp lại lắm thưa quý vị, chúng ta khó tránh ở lại lắm. Chúng ta cẩn thận cái đó, nhất là cái người tu tập học pháp hay hành pháp, mà nói chung là trong cuộc sống của chúng ta có những cái lỗ mội đó thì thôi, chúng ta sẽ bị thất bại. Đừng có nói chi là cái việc mà chúng ta tu học tu hành ở bên ngoài thôi. Những người mà họ phải đi làm công việc nghề nghiệp để mà sống, hay là phải đi học ở trường lớp để mà lấy cái bằng cấp vân vân, thì coi chừng nội tâm của họ nó có những cái, nó có những cái lỗ thủng, có những cái lỗ thủng thì họ sẽ bỏ cuộc. Học thời gian cái đầu lười biếng, chỉ nghĩ đến cái chuyện mà đi chơi học mệt quá vân vân, thì nó nguy hiểm lắm. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều trước khi, trong khi chờ đợi cái câu thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng đã soạn. Bây giờ đã thấy có câu thảo luận số 1 rồi, xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều họp. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trình Thượng Tọa Từ Siêu. Mà Thượng Tọa Từ Siêu xin hỏi Thượng Tọa một câu rồi thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Là một người có rất là nhiều năm nuôi tăng dạy học trò đó, thì Thượng Tọa có nghĩ rằng là tại sao mà những người đi tu mà có những người không có một cái cuộc sống tích cực, mà sống rất là ơ hờ, học cũng không học, hành cũng không hành, mà giống như là mình sống không có phấn đấu, không có gì, là tại sao vậy? Và tại sao có những người lại có rất nhiều cái năng lực, có rất nhiều cái nghị lực để mà thay đổi chuyện học, chuyện hành, chuyện phụng sự? Thì với cái kinh nghiệm cá nhân Thượng Tọa thì thường thường là Thượng Tọa nghĩ là nguyên nhân tại sao, và nên được hướng dẫn như thế nào? Kính thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, nó có nhiều nguyên nhân. Trước nhất á, ngay trong hiện tại với một người xuất gia đó, hay là một người tu, nhưng mà bằng cái hình thức thì có và thiếu cái lòng tin, không phải là họ mất lên với Đức Phật giáo pháp chư tăng, do họ thấy cái gì họ mất lòng tin, mà tại vì họ không có niềm tin là bởi vì họ không chịu thường xuyên suy xét đến những ân đức cao quý của Đức Phật, ân đức cao quý của giáo pháp và chính ân đức cao quý của tăng chúng. Một khi mà niềm tin đã bị động thì đây cũng là một cái thất thoát khiến cho họ không có nhiều năng lực.
Ngược lại, một người mà vô vào tu tập mà họ có niềm tin đó, thì họ sẽ có được một cái ý chí tu học, năng lực tu học, và có sự phụng sự. Họ có cái hạnh phụng sự rất là chu đáo, phụng sự cho Phật pháp. Thứ hai, là một người người mà làm việc gì tâm của họ có cái sự an trú, chú tâm mà làm không có bỏ phế nửa chừng, không phải làm một cách thờ ơ, làm trả nợ quỷ thần, không phải học mà học ẩu ơ với dầu, hành cho có, hành theo phong trào, đi hành thiền cũng theo phong trào, mà học thấy người ta học cũng chạy theo phong trào. Nhưng mà rốt cuộc thì chẳng bao lâu thì bỏ cuộc, không có tiếp tục nữa. Thì như vậy gọi là tâm không có an trú. Như vậy thì họ sẽ không có nhiều cái năng lực để học, để hành, để phụng sự. Cái thứ ba đó, có nguyên nhân thứ ba là khi một người đi vào tu trong giáo pháp này, người đó có một cái trí tuệ sâu sắc, cái gì cũng suy xét, cái gì cũng tác ý. Thì như vậy người đó mới là có cái năng lực để học, để hành và để phụng sự. Bởi vì khi mà có trí tuệ đó, thì lúc mà cái tâm nó chểnh mãn, lúc đó người này nhận biết rằng cái này là cái lỗ hổng của cuộc đời ta, nó sẽ thất thoát. Nhờ có trí tuệ mới biết được, khi mà mình có cái sự lười biếng thì biết được rằng cái này là cái pháp vô ích, nó không đem lại lợi ích gì, nó làm cho tương lai người ta đen tối, vân vân. Nhờ có trí tuệ mà mình mới nhận ra được cái tốt, cái xấu, cái thiện, cái ác, cái lợi, cái bất lợi. Nhờ như vậy mà mình mới chấn chỉnh được. Đó là ba pháp rồi. Còn một cái pháp sau cùng nữa, tức là chính do nghiệp thiện quân tập từ đời quá khứ. Người mà trong quá khứ đã tu tập trở thành một cái thường cận y duyên, nghĩa là đã từng quán xét, đã từng suy niệm về khổ của cuộc đời, cho nên ngay trong hiện tại đó, người này khi mà bước vào xuất gia tu học thì người này luôn luôn có cái tâm cảm thấy sợ hãi luân hồi, chán đi. Nhờ vậy mà tu tập được lâu bền. Còn người mà ở trong quá khứ không có quen tu tập, ngay trong hiện tại cái thường cận y duyên, hở một chút buồn thì cũng muốn bỏ cuộc, mà vui quá thì cũng muốn bỏ cuộc tu, buồn quá cũng muốn bỏ cuộc tu. Cái này do cái thường cận y duyên của quá khứ. Còn nếu như một người trong quá khứ mà đã quen tu tập rồi đó, thì ngay trong hiện tại gặp cái hoàn cảnh buồn chán, càng nghĩ đến cái vòng luân hồi, họ càng cảm thấy chán ngấy, rồi họ cố gắng và tu tập thêm. Hễ mà khi nào vui hoan hỷ, họ nghĩ rằng đây là cái cảnh thuận lợi để ta tu tập, vui họ càng tu tập,
mà buông cái tập hơi nữa, cái đó là do cái thường tận duyên của quá khứ. Cho nên cái chuyện mà đức tin, tâm an trú, đức tin, nghị lực và trí tuệ đó, thì ba cái đó thì ông thầy cũng huấn luyện được. Nhưng mà cái tiền nghiệp ở trong quá khứ, cái thường tận y duyên, có tu tập hay không đó, có căn duyên hay không thì ông thầy chịu thôi quý vị. Bởi vì người học trò họ chứng nào tật tật nấy, thì bây giờ chỉ có Đức Phật thì ngài mới giải tỏa được. Một vị tỳ kheo mà tu tập mà thấu thức tinh tấn muốn vào tục, vị thầy Tế Độ mới dẫn đến Đức Phật, dẫn đệ tử đến Đức Phật. Đức Phật ngài hỏi rằng: này tỳ kheo, có phải chăng ngươi gặp cái chuyện như vậy, thấy nữ nhân như vậy, rồi tâm của ngươi bị thối thất tinh tấn không? Bạch Thế Tôn: phải. Đức Thế Tôn nói rằng: vì sanh hữu che lấp, ngươi chưa biết rằng trong quá khứ chính do nữ nhân này mà ngươi phải mất mạng. Lúc đó ngươi là con heo, và nữ nhân này trong đời quá khứ là một cô tiểu thơ, và vì đến cái tuổi lấy chồng, trong cái ngày đám cưới là vì để đãi khách, người ta bắt con heo mà ta làm thịt. Nghĩa là người trong quá khứ người vì cái cô tiểu thơ đó mà phải chết, thì bây giờ ngươi còn yêu thương cái nỗi gì nữa. Nghe như vậy xong là vị tỳ kheo này là giãn cách liền, như là giãn cách Covid vậy thưa quý vị, giãn cách liền, cách ly với cô đó liền, không còn tư tưởng, không còn mộng nữa, rồi chứng quả tu từ quần, rồi tiếp tục chứng tới A La Hán. Thì như chỉ có Đức Phật là người mới giải tỏa được cái đó, để đem lại cái sự tinh tấn cho một người ngay cho bạn. Còn bây giờ thì chúng ta chịu thua, cái đó thì chịu thua. Khuyến khích niềm tin thì được, khuyến khích thì nghị lực cho đệ tử thì được, khuyến khích dạy cho có trí tuệ thì được, nhưng mà khuyến khích để trở thành cái nền tảng tu tập thì cái này do người đó phải tự huấn luyện lấy. Chúng tôi xin được một vài điều chia sẻ cho quý vị. Xin thỉnh thưa tới đang trở lại Nam Mô Bụt Thầy cho. Sao cũng kinh thức tập tiểu siêu. Lâu lâu nghe thức tập tiểu siêu kể câu chuyện nghe thầm đó, chuyện con heo. Bây giờ tỉnh tôi đi siêu đi nghỉ, và kính thưa thưa tổ pháp đăng, không biết thưa tổ pháp đăng có nghe được không? Nếu thưa tổ đăng đang ở trước máy, xin thưa tổ hoàn nghị trả lời cho cô số 2. Dạ. Câu này chắc hỏi thưa tổ pháp đăng là đúng lúc đấy, là đúng. Từ hồi quen với gọi thưa tổ pháp đăng tới giờ, thưa tổ cũng có mấy lần bị những vấn đề sức khỏe. Nhưng mà thưa tổ pháp đăng, khi mà mình bị thân bệnh á, mà mình nghĩ như thế nào mà để mà mình tinh tấn hơn, để mình phấn đấu hơn? Thì có nhiều người bị gặp cái thân bệnh tự nhiên họ thụ động, họ nản lòng, họ chán nản, nhưng mà khi mà mình thân bệnh, mình làm sao để cái đó nó trở thành một sức bật cho mình tu tập? Xin cái tỉnh thì tôi học một cách. Hello. Yeah, cái anh thú vị. Dạ, yeah, con pháp đăng kính hành lễ Đức Tam Bảo, kính hành lễ chư tôn Đức Tăng, quý bảy cô thượng nữ và thân cha Phật tử. Thì khi mình có đọc kinh sách đó quý vị, có đọc kinh sách nhiều, rồi mình nhớ được những cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển đó, đó là cái kim chỉ để từ cái những cái lời dạy đó mình gọi là tuệ văn đó, thì mình học, mình hiểu, mình đọc, mình nhớ. Bây giờ mình suy nghĩ lại. Mình suy nghĩ lại thì từ cái sự suy nghĩ của mình đó làm cho cái tâm mình phấn chấn lên. Thì mình khi mà mình nói rằng như là những cái bài kệ mà nãy sư phụ thầy siêu đọc đó, thời gian giết hữu tình, giết chúng sanh, giết mình đó, chính cái thời gian đó, đó
này, cái thời gian lặng lẽ trôi đó, đêm ngày luôn di động đó. À, khi mình hiểu được cái như vậy đó, mình thấy rằng thời gian trôi qua thì mình từ khỏe cho tới bệnh, từ trẻ tới tới già, từ sống đến chết. Mình suy nghĩ được như vậy đó thì mình cũng làm cho mình tinh tấn. Và điều thứ hai nữa thì mình nghĩ rằng mình bệnh thì thường thường quý vị biết rằng tuy rằng bây giờ chúng ta có những cái phương tiện, có những cái ca phẫu thuật này kia nọ, nhưng mà thật sự đó chúng ta hiểu rằng con người chúng ta khi bệnh rồi đó, can tỳ phế thận của mình nó cũng đạt xuống cấp hết rồi. Từ cái nó nặng nó kéo cái kia, chứ thật sự đó không phải là ở trong cái cơ thể chúng ta, nếu ví dụ như yếu tim mà phổi hay là thận hay là những cái gan rồi nó còn tốt đâu quý vị. Thường thường nó cũng suy sụp với nhau rồi, nhưng mà cái kia nó suy sụp nhiều, cũng giống như cái thường thường mình thấy như nhà mà cái cột nó nhưng mà nó chưa có giống như cây cột mình thấy nó sập xuống vậy thôi, chứ còn mấy cây cột kia nó cũng có hiện tượng vậy. Thì thật sự khi mình nghĩ vậy đó thì mình cũng thấy rằng con người của mình thì cái bệnh hoạn đó là cái điều mà mình suy nghĩ. Điều thứ hai, khi mình đọc trong Thanh Tịnh Đạo thì Đức Phật nói rằng mình ăn vật thực, cái vật thực đó nó đã tích lũy rất là nhiều những cái độc tố, và mình đã bệnh rất là nhiều từ những cái vật thực. Nếu mình nhìn chung vào, thật sự ra do cái mình nói theo cái lời dạy của Đức Phật, suy qua diệu pháp đó, mình sống nhờ gì? Vật thực, rồi nhờ không khí, nhờ nghiệp, nhờ tâm. Tuy rằng bây giờ mình tu thì có cái tâm mình định tĩnh rồi, nhưng mà cái vật thực đó, thời tiết đó, mà nếu mà quý vị mà sống quý vị đi đó, quý vị càng ngày quý vị càng thấy đó, những cái hiểm họa. Bây giờ quý vị càng sống nhiều đó, quý vị thấy mỗi lần mình bước lên cái cầu Đồng Nai mà qua thành phố đó, thì thấy ở trong thành phố đó nó giống như là sương mù vậy. Nhưng mà khi mình biết ra cái đó là nó ô nhiễm không khí gì, nhưng mà càng ngày sẽ càng ô nhiễm càng trầm trọng hơn. Thậm chí quý vị biết chúng tôi lần đi qua Mỹ mà ghé về Trung Quốc đó, quý vị biết là chúng tôi từ sáng tới chiều chúng tôi không thấy mặt trời đâu, thấy nó cứ mờ mờ thôi. Nó ô nhiễm đến mức độ mà cả thế giới cảnh báo, và luôn cả bây giờ họ phải mua những cái không khí sạch đó, bên Canada về để họ thở. Thì mình nghĩ như vậy mình mới thấy kinh khủng, rất là kinh khủng cái gì. Mình nghĩ những cái người sống ở đó thì phổi rồi những cái mũi của mình đó, những cái phế quản đồ của mình đó, nó bị viêm, tại vì nó hít trao đổi qua thì nhiều chất độc nó vô ra trong thân mình, nó gây ra cái sự suy sụp rất là mau. Nên nhiều khi nghĩ trong lời dạy của Đức Phật, mình càng học nhiều đó, mình càng làm cho mình thấy mình có bệnh rồi, mình cũng nghĩ rằng cái bệnh nó càng ngày nó càng nặng thêm thôi, chứ nó cũng tạm thời bây giờ mình nói rằng nó chưa giật mình chết thôi, chứ còn mình cũng ngắt ngư từ từ vậy đó. Chỉ khi đó mình nghĩ được như vậy đó thì mình mới thấy. Với điều thứ hai nữa, mình nghĩ trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn Đức Phật nói rằng mình sống ở đâu á, thì mình chết ở đó, mình sống ở đâu á, mình đổ máu ở đó, mình sống ở đâu mình bị tai nạn đó, bị đứt tay đứt chân rồi bị máu đổ này, bị này kia nọ. Nhiều khi mình nghĩ như vậy, mình giống như bây giờ mình nhớ lại những hình ảnh là những người họ bị xe cán lòi ruột ra ngoài rồi, đứt làm hai lòi ruột ra ngoài rồi, họ nhét ruột vô, họ điện thoại về cho vợ họ nói rằng bị tai nạn ngay cái cầu ăn xương như vậy. Mình nhớ như vậy, nhưng mà thật sự ra thì những điều đó Đức Phật này nói, và thật sự mình hiểu là cái sắc pháp là như vậy quý vị. Cái sắc pháp là cái thân chúng ta đó, thì nó có sinh tiến dị diệt đó, mình gọi là sanh trụ dị diệt đó, là nó già từng giờ từng phút từng giây. Rồi trong cái thân của mình đó, thì nó luôn luôn nó biến động rất là kinh khủng. Rồi trong Thanh Tịnh Đạo nó là những cái loài sâu bọ nó trong những cái nhóm sắc pháp đó, nó xung đột lẫn nhau, nó gây ra mình rất là nhiều cái chứng bệnh. Thậm chí bây giờ chúng tôi nói với vị vui vui là ở trong chùa có 5-6 vị sư đó. Sư nào cũng mới có khoảng 10-12 tuổi thôi mà sâu hết trơn rồi. Chúng tôi nói rằng, chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi mới nói rằng
mấy sư ăn uống rồi không chịu súc miệng, và thật sự quý vị biết rằng một ngày nào chúng tôi cũng nhắc súc miệng á. Nhưng mà thật sự ra thì răng bây giờ mà mười mấy tuổi mà răng sâu hết rồi thì càng lớn mình thấy càng khổ. Có thể là sau này quý vị thấy có nhiều lần chúng tôi gần sư trưởng, chúng tôi thấy sư trưởng mới đầu hư một vài cái răng rồi dùng tới làm lui rồi hư nhiều, cũng như bản thân chúng tôi vậy. Bây giờ cảm càng hư dữ. Niền cái này thì do cái răng nó bị niền lại, nó hư cái chân răng cái kia, bây giờ nó kéo dài 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 dài, thì càng ngày mình thấy càng trầm trọng hơn, chứ không phải là càng ngày mình thấy nó càng tốt hơn. Chính vì như vậy mình có suy nghĩ về cái thân của mình như vậy đó, thì mình mới tinh tấn được cái gì. Dù mình có bệnh hoạn nhưng mình cũng suy nghĩ trên cái khổ. Và thường thường ví dụ như Đức Phật ngài cũng nói rằng mình thấy trong danh sách thì cái lòng tham ái mình sẽ giảm. Nhưng mà nếu người nào mà không thấy cái khổ trong danh sách, nhất là cái sắc pháp, và không thấy cái khổ trong sắc pháp thì người đó họ không thấy cái khổ thì cái tham ái họ không thể nào giảm bớt được. Cái tham ái nó giảm khi nào mình thấy cái khổ của sắc pháp, mình ăn uống rồi nó sanh ra bệnh hoạn, ăn uống sanh ra biết bao nhiêu cái hệ lụy. Nhiều khi mình thấy những người họ ăn uống mà đói khát, họ trộm cướp của giết người rồi họ làm đủ thứ chuyện hết, nhưng mà cũng chỉ vì ăn uống thôi, chỉ vì sợ đói khát, bệnh hoạn tật nguyền và sợ thiếu thốn họ làm như vậy. Như vậy thì chính là cái sắc pháp đó là cái hiện tại, mình cũng thấy giống như mình vô minh vậy, cái gì được gọi là bởi vì sở hữu si rồi vô minh là vậy đó. Có nghĩa là những cái khổ mà mình thấy. Nên thường chúng tôi cũng hay suy nghĩ rằng mỗi lần chúng tôi vô tắm đó, thì chúng tôi suy nghĩ khổ quá, cái thân nghĩ dơ bẩn thì mình phải tắm, rồi đại tiện tiểu tiện ăn uống ngủ nghỉ, bây giờ mình không giờ tới giờ ngủ mà không được ngủ mình khổ lắm. Nên đó, nhiều khi mình đọc trong kinh rồi đó, mình hiểu được Đức Phật nói như vậy đó, mình lấy cái đó và mình suy tư, nên cái tuệ văn nó có cái tuệ tư. Và chính cái tâm thiện tuệ văn hay tuệ tư đó, lại cũng là những cái tâm thiện để diệt trừ cái tham ái. Bởi vì mình thấy cái tham ái trong sắc danh đó, mà mình thấy khổ thì mình sẽ bớt được cái lòng tham. Nên quý vị thấy cái người mà quán khổ đó, quán khổ riết thì họ thấy thật sự cái khổ từng sát na, từng giờ, từng phút, từng giây rồi cái kinh cảm đó. Nên cái yếm ố, cái kinh hải, cái dục thoát đó, nó sẽ có cái tuệ siêu thế quý vị. Bởi vì cái tuệ hành xả là cái yếm ố tuệ, kinh hải tuệ, quả hoạn tuệ, dục thoát tuệ, có nghĩa là những cái danh sắc mà mình thấy khổ đó, mình muốn thoát ra khỏi danh sắc thì mình mới có thể chứng được tu được quần đạo, chứ còn nếu không thì không biết tới lúc nào. Tuy rằng bây giờ cái kiếp này đó, mình có duyên mình học Phật pháp được, hiểu Phật pháp được, mình có thể suy nghĩ Phật pháp được, mà mình chứng đắc đạo quả nó còn trầy trật như vậy, huống hồ với những kiếp mà mình không biết Phật pháp thì lấy gì mà suy nghĩ. Nên thường thường mình nói rằng cái người tu đó họ không học được thì không có tuệ văn, mà nếu không có tuệ văn thì không thể nào có tuệ tư quý vị. Tuệ văn là nhờ mình học cái đó rồi mình lấy suy tư mình có tuệ tư, rồi sau này cái tuệ tư nó suy nghĩ hoài trên cái danh sắc này đó, thì nó mới có tuệ tu là chứng ngộ được niết bàn. Còn nếu mà chúng ta không có tình tự như vậy thì không bao giờ chứng ngộ thình lình đâu quý vị. Có nghĩa là cái tuệ quán nó phải có sanh khởi như vậy đó, thì mình mới chứng ngộ được. Nên không thể nào nói một cái người chứng ngộ mà ngu si được. Một người chứng ngộ đó là họ hiểu tường tận cái khổ của danh sắc. Thì con xin chia sẻ như vậy với cái câu của thượng tọa. Bây giờ thì con xin gửi thượng tọa. Sa thú kinh trình thì tôi học đăng. Thưa quý vị, con người của chúng ta không có ai mà không trải qua cái sự bệnh hoạn của thân, nhưng mà vận dụng được cái bệnh tật để mà phấn đấu, đó là một kinh nghiệm rất là quan trọng. Tiếp theo là xin thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền, không biết thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền đang ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa Khoan Hỷ trả lời cho cô hỏi được số 3. Dạ vâng. Thì tôi thực quyền ở trong bài kinh nghiệm hôm nay đó, chúng ta nói về những cái chứng duyên nội tại, và mình thấy rằng mình đi tu mà có thể sống một mình, có thể đối diện với những cái trở ngại, những cái ngăn ngại trong trong chính mình, đó là không phải là chuyện dễ. Thì tôi thực quyền với cái kinh nghiệm tự tọa thì
một cái người tu, một xuất gia, một người xuất gia ở cái mức độ nào đó mà tương đối gọi là có khả năng sống một mình, và ở mức độ nào vẫn nên sống với thầy tổ, nên sống với những người hướng dẫn. Kính thưa thầy tổ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, dạ, cùng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Minh Hạnh, Sư Tệ Tri, Sư Tệ Đức, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện, xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Thì kính bạch Thượng Tọa, nếu mà như một người tu sĩ đó, thứ nhất đối với chúng ta bây giờ phân biệt ra tất hai người tu sĩ cùng có Sa Di và Tỳ Kheo, từ chữ Samana và Samanera. Thì nếu là một vị tu sĩ mà là Sa Di thì phải trọn đời nương tựa một vị thầy của mình, nhất là vị thầy hòa thượng. Còn nếu như là một vị Tỳ Kheo đó, thì phải nương tựa 5 năm. Sau 5 năm đó, vị ấy mới được tự do một mình đi tu, một mình mà tự tu ở một cái trú xứ nào đó. Thì tính thú vị nói như thế thì đó chính là để cho một người đệ tử đó có đầy đủ, có nhiều cái điều cần thiết để vị ấy có thể vững chắc trong cái việc tu tập. Bởi vì những cái buổi phút đầu, những cái lúc đầu tiên đó, tâm còn yếu, chưa có thông rành giới luật, chưa có cái tu hành một cách tốt đẹp, còn yếu, còn chưa vững vàng, thì nhờ có thầy để nhắc nhở, cũng như là cha mẹ dẫn dắt con nương tựa cha mẹ, đến một lúc có như là đến một lúc nào đó rồi đó, thì con đã tự lập được rồi, tức là đã dựng vợ gả chồng, người con đó nó cách ly ra khỏi gia đình. Thì tinh thần nhất là nhà Phật thì cũng vậy đó, tức là ít nhất là phải là 5 năm đối với một vị Tỳ Kheo. Năm phải được 5 năm nương tựa. Thì nói là 5 năm nương tựa như vậy, nhưng cái thưa quý vị, nếu như một người mà cầu học, cần học, thì vị ấy cũng có thể nương tựa vị thầy của mình suốt luôn cũng được, cũng không sao. Tức là có thể tự mình ra đi mà nó pháp hợp luật. Và kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống này, với cuộc sống hiện đại, chúng ta cần lắm những người có thể nhắc nhở, có thể chỉ dạy, có thể chỉ bài khi chúng ta gặp phải những cái chướng ngại mà về tham, về sân, về si, về khổ đau, hay là về những nội tại trong chính mình mà tự mình không thể giữ được. Thì lúc đó thì nó như là vì thầy mình sẽ chỉ dạy mình cách mình lập cái mái nhà của mình, cách mình che khuất đi những cái lỗ hổng, lỗ thủng ở trong cái mái nhà của mình. Thì cũng vậy, ở trong tâm của mình thì cũng như thế đó. Nếu như chúng ta được cái sự chỉ dạy, được cái sự mất nước, được cái sự tựa nương, thì rất là xa thú lành thai. Chứ còn đó là nói đến những người mà có một cái tâm cầu tu, cầu học. Còn có một số người đại ngôn ấy, hoặc là tự tin lắm, nhưng sự thật ra cuối cùng chúng ta biết rằng cải thầy núi đè, một cái câu nói nó như là một cái châm ngôn như cải thầy núi đè, và cái điều đó là chính xác như vậy. Tại vì sao vậy? Đối với một cái người đệ tử, ít có một vị thầy đã là một vị thầy của chúng ta, thì vị ấy đã có nhiều cái thời gian tu học, thực nghiệm với nội tâm, có nhiều thời gian tu học, thì vị ấy biết được rằng mình cần phải làm những cái điều gì nó được tốt đẹp. Và nhờ cái kinh nghiệm đó, kính thưa quý vị, mà chính chúng ta được nhiều cái lợi lạc vô cùng. Bởi vì cái sự thực nghiệm, cái sự hiểu biết, cho đến một lúc đó, nếu chúng ta còn yếu, chúng ta ra sớm đó, thì chúng ta sẽ dễ đổ vỡ, và chúng ta sẽ khó bao giờ về đích sống, đạt được cái lý tưởng.
tâm của mình nó luôn luôn bay nhảy, tâm của mình luôn luôn không có định tĩnh được, thì gặp vị thầy đó, vị thầy hiểu biết được qua tiếp xúc, qua cái sự chia sẻ, qua cái sự tâm tình. Đấy là sự thật. Chứ nếu như mà chúng ta biết là khó lắm, khó lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó muôn ngàn cái cạm bẫy, muôn ngàn cái chướng ngại. Mà cái chướng ngại đó, mà nếu như chúng ta không có được người chỉ dẫn, mà chúng ta tự mình nghĩ rằng mình chỉ cần làm điều này, cần làm điều nọ thì nó không hợp lý. Dạ. Cho nên tại sao mà nó là một điều luật của một người tu sĩ, cũng là một người cũng vị tỳ kheo sư xuất gia, phải nương tựa vào vị hòa thượng bổn sư của mình. Nếu như hòa thượng bổn sư của mình mất đi, chúng ta không gần được đó, thì chúng ta cũng phải nương tựa đối với các vị Asale, tức là các vị yết ma. Hay là không là yết ma của chúng ta thì chúng ta cũng phải nương tựa một cái, chúng ta không còn ở cùng thầy nữa thì chúng ta xin cái sự nương tựa mà ở trong luật gọi là Nissaya đó, tức mình xin cái sự tựa nương bởi một vị trưởng lão khác. Thì vị trưởng lão đó xem như mình là một người đệ tử, thì như chúng ta nhận là ba nuôi vậy đó, như nói trong cuộc đời. Thì người ta có sự che chở, người ta có sự nhắc nhở mình, người ta có một cái sự mình gần có thể mình đến để mà mình trình bày, đến để mình xin tham vấn được, thì cái này nó cần thiết lắm. Cho nên thì nếu như mà ai có đủ khả năng sống một mình để mà như tế ngu một sừng thì còn nói gì nữa. Nếu được một cái tâm tánh phẩm nó còn nhiều cái phiền não, nhiều cái sự phẫn uất ở trong lòng, nhiều cái tâm tham dục ở trong lòng, thì chúng ta cần lắm một người để tựa, một người để nương. Chứ còn chúng ta khi mà chúng ta cảm thấy nó vững chắc rồi đó, chúng ta mới có thể ra đi, thì chúng ta sẽ được thành tựu trong pháp và luật này. Còn nếu như mà chúng ta không có được y đúng với cái tinh thần pháp và luật, mà chúng ta tự sống, hay chúng ta tự sống bằng cách đó, tâm ý của mình buồn giận thầy của mình, hay hoặc mình có những cái phức loạn kia, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thất bại. Đây chính là cái nghĩa con giảng giải như vậy. Nếu có gì còn bổ túc thì con kính cung tịnh thượng tọa và con xin chấm dứt. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trình sư tổ Tịnh Quyền. Thưa quý Phật tử, chúng tôi chỉ còn có một hai phút, chỉ xin nói thêm một vài câu trước khi chúng ta kết thúc chương trình hôm nay. Một cái đặc điểm của Phật pháp đó là khi mà chúng ta nhìn vào những cái khổ đau, những cái bất toàn của đời sống đó, thì chúng ta có thể nhìn bằng hai cách. Một là nhìn với cái tâm sâu buồn, hay là nhìn với trí tuệ. Và khi mà chúng ta nhìn với trí tuệ đó, thì những cái điều mà chúng ta gọi là bất hạnh, là đau khổ đó, nó sẽ cho chúng ta cái chất liệu để thắp sáng trí tuệ nhiều hơn. Vì vậy chúng ta đang trải qua mùa đại dịch, và nhân loại cũng trải qua rất là nhiều khổ đau của thiên tai, của xáo trộn thời tiết, xã hội, kinh tế, chính trị, xã hội, sức khỏe. Và trong cái thời, trong một giai đoạn tương đối nhiều cái khó khăn này, nếu chúng ta vận dụng được cái tri kiến Phật pháp thì sẽ lợi cho chúng ta rất là nhiều. Và mong rằng những cái soi mà Đức Phật để lại cho chúng ta, đó là một gia tài cho tất cả những người con Phật, chứ không phải chỉ riêng một người nào. Đức Phật cho chúng ta một gia tài lớn lắm. Chúng ta nên biết giá trị của gia tài đó, và chúng ta nên tìm cách để chúng ta sẽ thừa hưởng một phần gia tài đó. Kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma, kính trân chư tôn đức đã vào trung để thuyết giảng đảnh lễ như ngài.
Thân chào toàn quý Phật tử. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta cũng sẽ có giáo trình tương ứng, bởi vì giảng sư là Thượng tọa Pháp Đăng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào toàn quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sa thú, chúng con kính tri ân Thượng tọa Giác Đặng đã đúc kết bài học bài ngày hôm nay. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý Ops đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả. Thank you.